Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một clip rất thú vị so sánh âm thanh giữa hai đôi loa Active đến từ hai thương hiệu khác nhau. Thương hiệu của anh đó chính là Kép với đại diện là LS60, đôi loa cột mà quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình. Và một đôi loa nữa nhỏ nhắn hơn nhiều nhưng mà cũng rất cao cấp, đó chính là B&O Bell Lab 8. Hai đôi loa này thì có mức giá gần tương đương nhau. Nói về giá thì Bell Lab 8 sẽ có mức giá nhỉnh hơn so với Kép LS60. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chú trọng so sánh chất âm của hai đôi loa này để xem loa nào sẽ nghe hay hơn và nó khác nhau ra sao. Trước khi đến với phần nghe thử thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu một chút thông tin cơ bản về sản phẩm. Hai đôi loa này đã được Sơn làm review rất là kỹ ở trên trang YouTube của Thiên Hào Audio. Quý vị có thể lên YouTube của Thiên Hào Audio để mà search tìm lại. Và chúng ta hôm nay chỉ điểm lại những cái thông số cơ bản nhất và sự khác biệt giữa hai đôi loa và sau đó sẽ nghe thử. Với Kép LS60 thì đây là đôi loa cột đứng sàn có hình dáng nó rất là mảnh. Cái cách thiết kế của họ thì luôn trung thành với dạng củ loa đồng trục, thì ở đây họ chỉ sử dụng mỗi loa này một cái củ loa đồng trục có đường kính là 10 cm với cái tweeter 19 mm được đặt ở giữa. Thì cái củ loa đồng trục này họ gọi là Uniqui Driver Array. Và cái điểm hay là họ đã sử dụng rất nhiều cái loa woofer, loa bass ở trên mỗi cái chiếc loa này. Chúng ta có đến tổng cộng là 4 cái loa woofer. Như vậy là với cả hệ thống hai loa này chúng ta có đến 8 cái loa woofer. Và nhờ có cái số lượng loa woofer lớn như thế cho nên giải trầm của loa này có thể xuống được mức sâu nhất là 26Hz, tùy vào việc mà chúng ta chỉnh equalizer hoặc là sắp đặt ở trong gian phòng đó thế nào. Tiếp tục, chúng ta có đây là một cái hệ thống loa có mức công suất rất là khủng. Nó có mức công suất tổng lên tới là 1400W. Như vậy là mỗi loa này sẽ là 700W. Và họ đã phân chia ra kết hợp giữa mạch Class D, hầu hết là Class D, và sẽ sử dụng cái mạch Class AB dành cho loa tweeter. Thì đây là một cái cách thiết kế nó rất là thông minh để có thể đạt được giữa hiệu suất trình diễn, cái mức công suất lớn này và cái chất âm hay. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái khả năng stream nhạc. Thì giữa hai đôi loa này thì gần như không chênh lệch nhiều. Hai đôi loa này đều sở hữu những cái công nghệ stream nhạc mới nhất để có thể stream nhạc được là 24 bit, 192 kHz. Nhưng tuy nhiên tín hiệu truyền giữa hai loa này sẽ là 96 và 24. Nó hỗ trợ rất nhiều các dịch vụ chơi nhạc trực tuyến khác nhau. Và phải nói thêm rằng là các cái hãng này đã viết ra những cái application để cho chúng ta cài đặt ở trên điện thoại và setup rất là kỹ. Điều đấy là một điều rất là cần thiết đối với những cái loa Active hiện nay. Với Kép LS60 thì họ đã viết ra những cái phần mềm mà giúp chúng ta có thể điều chỉnh được rất kỹ cái DSP ở phía bên trong. Nhờ đó tối ưu được từ cái vị trí đặt loa này, cái điểm cắt tần này, nếu mà chúng ta có thể sử dụng với subwoofer, hoặc là chúng ta có thể chỉnh cho cái cách mà cái giải trầm hoạt động, cũng như là có thể tăng cường được một chút cái giải chép nếu mà chúng ta cảm thấy cần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiếc loa Bell Lab 8. Còn về Bell Lab 8 thì đây là một trong sản phẩm mới ra mắt của thương hiệu đến từ Đan Mạch này. Và Bell Lab 8 có một cái hình dáng nó rất là đẹp mắt, rất độc đáo và cũng rất nhỏ gọn. Và chúng ta sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết rằng đây là một đôi loa bookshelf mà có 3 đường tiếng rõ ràng với 3 củ loa ở trên một cái tiết diện ở phía đằng trước. Tạm thời với kiến thức của Hải Sơn thì đây là đôi loa bookshelf 3 đường tiếng có cái kích thước vào hàng là nhỏ nhất thế giới hiện tại. Và họ cũng làm ra một đôi loa với công suất rất là mạnh. Thì mỗi một cái chiếc loa này nó đã được trang bị âm ly chạy mạch Class D ở phía bên trong. Và họ đã chia ra mạch dành cho woofer riêng này, dành cho mid-range riêng này và dành cho loa chép riêng. Với tổng công suất của một bên này thì lên tới 300W, tức là hai loa này là lên tới 600W. Và nó có thể đạt được mức âm lượng lên tới là 104 dB ở khoảng cách 1m. Thì đây là cũng là những cái thông số rất ấn tượng. Thêm nữa là chúng ta có được cái giải trầm xuống cực kỳ sâu với một thiết kế gọn như này. Chúng ta có được cái giải trầm xuống tới tận là 28Hz và giải cao lên 23kHz. Cái giải trầm 28Hz này có thể đạt được khi mà chúng ta đặt vào những cái vị trí có cộng hưởng tốt và chúng ta đặt ở một trong một cái gian phòng phù hợp và nghe với mức âm lượng là trung bình. Thì lúc này cái giải trầm của nó xuống được rất là sâu và khi chúng ta bật lớn lên thì giải trầm sẽ được giới hạn ở mức 90 dB. Thì đây là một trong cái đôi loa mà nó là loa công nghệ, vì vậy nó tập hợp được đầy đủ các công nghệ mới nhất của B&O. Ví dụ như chúng ta có thể cài application để có thể điều chỉnh là tối ưu hóa được cái chỗ đặt loa. Hãng nó sẽ phát ra những cái tần số sóng âm để mà định vị được cái vị trí của loa ở trong cái không gian mà chúng ta đặt loa và từ đó tối ưu được âm thanh để làm sao chúng ta có được cái âm thanh trải nghiệm là tốt nhất tại vị trí nghe nhạc.
Không những thế, chúng ta cũng có thể tùy biến được cái chất âm là sáng, tối, dễ chịu hay là muốn trầm ấm hơn, muốn tiếng sáng hơn. Tất cả đều có thể chỉnh được dễ dàng thông qua application. Ngoài ra, chúng ta có thể chỉnh được cái cách thể hiện của âm trường sân khấu là rộng hoặc là hẹp. Vô cùng thú vị. Nói một chút về cái chất âm của biên âu cũng như là chất âm của kép, thì trong cái sản phẩm này, biên âu sẽ là cái loa mà gần như Sơn chắc chắn sẽ có cái giải trung âm rất là tinh tế và rất mượt mà và sang trọng, và giải cao thì rất là sắc bén. Tức là giải cao của B&O Bell Lab 8 khả năng là nó sẽ tốt hơn so với kép LS60. Giải trung âm thì cũng có phần sáng hơn. Giải trầm thì Sơn cảm thấy giải trầm hai loa này đều tốt. Nhưng mà tuy nhiên giải trầm nếu mà nói về sâu hơn một chút thì có lẽ là kép LS60 sẽ sâu hơn. Và đặc biệt là kép LS60 sẽ vượt trội ở mặt công suất. Vì vậy mà khi chúng ta có gian phòng lớn, muốn đánh nhạc mạnh, tiếng trầm lớn thì có lẽ kép LS60 sẽ là hơn. Cho nên nó đều có những cái ưu điểm riêng của nó và nó đều có cái hay ở cái chất âm khác nhau. Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe âm thanh từ hai bộ loa này. Quý vị vừa nghe thử xong thì thấy âm thanh của hai loa này nó khác nhau thế nào? Loa nào nghe tinh tế hơn, trong trẻo hơn? Hay loa nào nghe mạnh mẽ, sống động hơn? Thì quý vị hãy để lại cảm nghĩ ở phần bình luận bên dưới. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.